Mọi người ở trong đó rất là thương em. Mọi người cho em ở nhà ở nhờ. Người cho em ở nhờ vài ngày. Em ở nhà của bạn này vài ngày, xong cái em qua nhà bạn khác ở vài ngày, cái em qua nhà người khác ở vài ngày. Em cứ xây vòng như vậy anh. Thì được một tháng trôi qua thì cái cũng là một cái chị học chung lớp ở trong đó luôn. Thì chị mới kêu em là thôi về nhà chị ở. Mười. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, tên dễ thương quá. Dạ. Hai mời em uống nước trà. Dạ. Mình là quê ở đâu cô ca? Dạ, em ở Đồng Tháp. Là ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Lai Vung. Lai Vung, dạ. Nem Lai Vung đó đúng không? Dạ đúng rồi, đặc sản của em. À, nhà em có làm nem không? Dạ không, nhà em ở cái xóm dưới á. À, xóm dưới. Còn cái xóm nem là xóm ở trên. À. Cho nên là không có, ở xóm em không có làm một chiếc nem nào hết. Cho nên xóm là... em có đặc sản gì không? Xóm em thì có lúa. Ở dưới quê em thì lúa bạc ngàn lắm. Nói chung em ở trong cái vùng quê, một đúng dạng quê luôn á. Là xung quanh chỉ là sông, nước, lúa, đồng lúa thôi. Nhà em có mấy anh em? Dạ em có ba anh em. Em là thứ mấy? Em là thứ út. Thứ út hả? Nhưng mà em giống như là con mót vậy á. Ba mẹ em thì là có một trai một gái rồi. Xong rồi tới em giống như chắc bị vỡ kế hoạch đó anh. Chứ thật ra là em nhỏ hơn chị em tới 7 tuổi, nhỏ hơn anh hai em tới 10 tuổi lận. Em gian nan từ trong bụng mẹ lận. Có nghĩa là mẹ em á là lúc đó đi phá em 2-3 lần vậy đó. Trời đất ơi. Lên bàn để bỏ luôn rồi đó. Thì mẹ em run đến mức mà người ta bẹt hai cái chân ra không được. Xong rồi người ta nói trời ơi, đẻ hai đứa rồi mà chứ phải con gái còn chinh đâu mà. Xong rồi làm gì mà run dữ á. Mẹ em run, mẹ em không thở không được, không muốn xỉu vậy á. Cái xong trở về. Trở về cái bị hành nữa cái không chịu nổi nữa. Cái trở đi cái người ta lại run, người ta lại không làm gì được hết. Cái trở về cái xong cái nhưng mà lúc đó ở trong đó thì có một cái cô mẹ em nói, cái cô y tá trong đó cũng nói là mấy đứa nhỏ mà mình muốn bỏ mà bỏ không được á thì lớn lên nó đẹp lắm, nó có tài lắm, cho nên cô giữ lại đi, đừng có bỏ. Nhưng mà mạng con này nó lớn rồi, cho nên là cứ đem về gán cho qua đi. Xong thì mẹ em nghe vậy, xong rồi về mẹ em cố gắng để mà giống như là gán giữ em. Thì lúc em sanh ra là mẹ em không nhìn mặt em luôn. Giận á. Có nghĩa là tại sao mà mày ly quá vậy, tại sao mà mày hành tao quá, tôi không chịu nổi. Lúc mà sanh ra là mẹ em không nhìn mặt em, mẹ em rất là mệt. Lúc sanh em cũng cực hơn ta nữa. Xong mẹ em mệt tại lúc đó em 3 kg mấy rồi mà mẹ em sanh thường á, cho nên là mẹ em sanh rất là khó. Cái xong cái bà nội với lại ba em rồi kiểu nhìn mà cũng thấy thương quá rồi này, ai cũng nói trời ơi sao mà dễ thương quá, sao mà đẹp quá, trắng quá rồi này kia. Xong cái mẹ em liếc qua coi cái nhìn thấy cũng dễ thương quá vậy. Cái bắt đầu mới thương em, mới ôm em vào lòng. Nhưng lúc đó là giận em, là sanh ra không nhìn mặt luôn. Mẹ em kể lại em nghe thì em rất là thích nghe những cái chuyện hồi nhỏ của em. Cái cô y tá cô nói đúng đó. Sau này một cô gái rất là xinh đẹp, có tài năng nữa ha. Dạ. Bây giờ đã chứng minh được điều đó rồi. Cũng may trời đất đã cho mẹ em vượt qua những cái giai đoạn đó. Chứ không là bây giờ không có một vua ca. Dạ, luôn luôn đem đến niềm vui cho mọi người ha. Dạ. Nhưng mà xưa em đi học chắc nhiều chàng trai theo đuổi ha. Một cô gái xinh đẹp đúng không? Nhiều chàng trai theo đuổi lắm hả? Dạ cũng nhiều. Nhiều. Bắt đầu yêu từ năm lớp mấy nè? Em 23 tuổi em lên thành phố Hồ Chí Minh rồi mới yêu. À mới yêu hả? Chứ ở dưới quê chưa biết yêu. Dạ hả? Kiểu mà thích con trai con gái đi học với nhau thích thôi. Chứ không có yêu. Tại nhà em khó lắm, nhà em không có cho kho yêu đương khi mà đi học. Có nhiều bạn là thích em từ năm học lớp 1 luôn á. À, yêu sớm vậy ta. Bạn đó em biết bạn đó cũng học giỏi lắm, cũng dễ thương lắm, thích em từ năm học lớp 1 cho tới em học lớp 12 bạn đó vẫn thích em. Mà mặc dù á có những lần nói lên cảm xúc của mình nhưng mà xong rồi em không chịu thì thôi, vẫn thích thầm yêu thầm tới năm lớp học lớp 12 luôn. Rồi em lên đi em học em về, bạn đó vẫn thích em. Xong rồi đến lúc mà em được mọi người biết đến một chút xíu rồi á thì bạn nó mới đi lấy vợ. Trời, ta mới biết rồi đi lấy vợ chờ 12 năm rồi. Dạ. Mà không chờ được chút xíu nữa. Dạ. Nếu ráng chờ được chút xíu rồi dám là nhưng mà tại vì em không có sự nhá đèn xanh gì với cái bạn đó hết. Em có cảm tình với người đó không? Dạ không, em chỉ xem bạn đó là một người bạn em rất là quý thôi. Sau đó thì đang học lớp 12 dưới quê lúc 18 tuổi thì em ước mơ em sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh hay là em ước mơ em làm cái gì? Thật ra là lúc mà còn nhỏ hơn á thì em ước mơ em làm cô giáo.
tại vì em thấy cô giáo được nhiều bạn thích quá, kiểu mình thích làm vậy, xong rồi thích mặc áo dài, xong rồi cái lớn lên tí xíu nữa thì tới năm học cấp 3 là lớp 11, lớp 12 là lúc đó em bị hoang mang giữa cái sự chọn lựa nghề nghiệp á. Có cái ngày đó em nhớ là em cầm được cái cuốn Những Điều Cần Biết của thi đại học á anh, là trong đó nó có những cái mục, những cái môn thi đại học, thì em mở ra em xem, em không thấy nghề nào em thích hết, cả mấy trăm nghề luôn á anh, tất cả các khối em coi hết không thấy nghề nào em thích. Cái xong cái tự nhiên cái em thấy có một cái khối D là thi tiếp viên hàng không. Cái em mới nói, ồ, tiếp viên hàng không vậy là sẽ được đi làm trên máy bay, đúng rồi. Mà từ nhỏ tới lớn em rất là thích chiếc máy bay, thì em thấy tiếp viên hàng không vậy, em đăng ký em thi đại. Chứ thật ra là em cũng không biết tiếp viên hàng không là làm cái gì luôn. Sao đậu thi đại thi đậu luôn? Dạ không, em thi rớt. Thi xong á, em không có về quê, tại em ở đây luôn. Ba em cũng lên đây ở với em, xong rồi ba em mới mở cho em một cái tiệm điện thoại di động, bán điện thoại. Lúc đó là thuộc nhà em thuộc dạng có điều kiện á. Dạ, cuộc đời em nửa khúc đầu nó may mắn lắm. Nó như là trải hoa hồng vậy đó. Thì được cưng, được thương rất là ấy. Xong rồi ba em lên đây mở em tiệm điện thoại. Thì lúc đó em mới qua bên cái tiệm chụp hình của chú Thanh Tiền, của Thanh Kim Huệ á, ở trên đường 3 tháng 2 á. Dạ đúng rồi, em đến đó em chụp hình. Thì em đang chụp hình thì ở đó có hai cô mới nói bé này ăn ảnh quá nè, xong đi làm diễn viên đi. Cái trong đầu em lúc đó, ủa đi làm diễn viên là sao? Ủa muốn đi làm là làm được hả ta? Cái em nói, ủa học diễn viên là học ở đâu cô? Cái xong cô đó mới chỉ một cái lớp gọi là lớp Black Star Film á anh. Là lúc đó em học thầy Đào Bá Sơn, thầy Minh Nhí, cô Mai Thanh Dung, thầy Công Ninh, cô Hạnh Năm. Thì em học những người đó thì em qua em đăng ký xong rồi thầy Công Ninh mới cho em diễn thử một cái gì đó, rồi thầy mới coi là có khả năng không thì thầy mới nhận vô. Thì lúc đó em được nhận vô lớp. Em đang học nửa chừng thì gia đình em xảy ra chuyện. Dạ theo xong rồi ba em về quê, mẹ em về quê, tất cả mọi người về quê, tiệm điện thoại cũng không còn. Thì mẹ em gọi kêu em đi về quê thì em không chịu. Em ở lại thì lúc đó em không có nhà ở. Anh cứ nghĩ ở trên đất thành phố Hồ Chí Minh này mà không nhà ở, không xe, không tiền, không gì hết. Lúc đó em xài cái điện thoại cùi bắp trắng đen á, chỉ có đúng cái điện thoại đó thôi. Xong rồi em có được mấy bộ đồ, kèm theo một cái thẻ ngân hàng, không có tiền. Em lúc đó em cũng không biết là mình phải sống như thế nào nữa. Xong thì em rất là may mắn khi mà có những người bạn học cùng trong cái lớp diễn viên đó. Tại vì vô học trong cái lớp đó đa phần ai cũng có điều kiện hết. Mọi người ở trong đó rất là thương em. Mọi người cho em ở nhà, ở nhờ. Người cho em ở nhờ vài ngày, em ở nhà của bạn này vài ngày, xong cái em qua nhà bạn khác em ở vài ngày, cái em qua nhà người khác ở vài ngày, em cứ xây vòng như vậy anh. Là... những ngày tháng đó, có bao giờ em nằm một mình, em khóc một mình, rồi em muốn trở về quê không? Dạ thật sự là nếu mà cái khóc một mình thì rất là nhiều lắm. Cái kiểu... tủi thân đó, đúng không? Từ một một cô công chúa được ba mẹ cưng chiều, được lo cho tất cả mọi thứ, bây giờ đùng một cái tất cả mọi người xa mình hết, chỉ còn một mình giữa một cái thành phố đô hội như thế này thôi. Mà không có gì trong tay, không có gì hết, ăn nhờ ở đậu. Cái đó nó còn khủng, một cái khủng khiếp hơn nữa là mình không biết tương lai mình như thế nào. Mình kiếm đâu ra tiền để mình có thể thuê được một cái căn phòng trọ nhỏ thôi để mình ở. Mình kiếm đâu ra tiền để mình ăn mỗi mì thôi, cũng không biết luôn. Thì được một tháng trôi qua thì cái cũng là một cái chị học chung lớp ở trong đó luôn. Nhưng mà chị đó lớn rồi, chị đó có hai đứa con. Thì chị mới kêu em là thôi về nhà chị ở. Em mới gọi hỏi ba mẹ em. Em nói là thôi con về nhà của chị đó ở, tại con thấy chị đó cũng rất là tốt, rất là dễ thương. Thì ba mẹ em đồng ý, nhưng mà ba mẹ em nói là nói chị là cứ lấy tiền nhà, xong rồi ba mẹ ráng, ba mẹ kiếm tiền, ba mẹ gửi lên cho trả, chứ đừng có ở nhờ nhà người ta vậy kỳ lắm. Thì em năn nỉ chị lấy tiền nhà, thì chị mới nói được rồi, chị sẽ lấy 1 triệu một tháng là bao ăn ở điện nước, bao hết tất cả mọi thứ. Nhà chị thì rất là nhỏ, có một cái tầng trệt ở dưới với một cái gác ở trên, mà tới 10 người. Anh cứ nghĩ tối ngủ nằm như là cá mồi sắp lớp vậy á, nằm sát nhau như vậy nè. Xong rồi em ở đó thì em không có tiền trả. 1 triệu một tháng em nợ từ tháng này qua tháng kia tháng nọ. Ba mẹ em cũng không có kiếm được tiền để gửi cho em á. Thì tại vì em còn phải tiền ăn nữa, em đi học. Lúc đó là em chuẩn bị thi vô trường sân khấu điện ảnh.
đúng là cái duyên và thúc đẩy em luôn á. Cái ngày mà em thi vô trường sân khấu điện ảnh á là em không đi thi luôn. Sáng đó là chị đó la em tại em ngủ á, mà em kêu em đi thi tại em không có thiết tha, lúc đó em buồn lắm, em không thiết tha gì hết. Chị la một cái mà cả nhà 10 người tỉnh dậy á luôn, ai cũng bật ngồi dậy mà ngồi nhìn không biết chuyện gì xảy ra á. Chị la đó, đi thi á chứ phải đi chơi đâu, mà ngủ hoài, mà từ trước tới giờ chưa bao giờ chị lớn tiếng hay là khó chịu luôn anh. Xong rồi lật đật ở thay đồ em chạy lên trường. Em là người cuối cùng vô cái phòng để lấy cái phiếu dự thi, và thầy ở trong đó nói là hên á, trễ 5 phút nữa là đóng cửa khỏi thi. Có nghĩa là mọi thứ nó đều là một cái sự thúc đẩy em để em đến với nghề á. Chứ mà không có chị đó là cũng dạ, không rồi. Có bu ca ngày hôm nay. Dạ đúng. Nếu chỉ cần vài phút nữa thôi, nếu không có tiếng la dạ, của chị ấy trong cái thời khắc quan trọng đó dạ, thì có lẽ bu ca sẽ đến trễ và cũng không có ai nhận thi nữa. Dạ đúng rồi. Và con đường nghệ thuật bu ca cũng có thể nó tạm dừng ở đó. Dạ. Hoặc là nó rẽ ra một con đường khác. Rẽ con đường khác. Rồi sau đó khi đi thi rồi thì em vào trường sân khấu học hả? Dạ, em thi đậu rồi em vào trường sân khấu học. Thì lúc đó em vẫn không có tiền. Em vẫn thiếu tiền nhà chỉ từ tháng này qua tháng nọ. Trong khoảng thời gian ở thì em mới thấy là người ta đã nuôi mình, người ta đã lo cho mình, vậy coi mình như con rồi. Thì em cảm thấy em có trách nhiệm với cái nhà đó. Em sẽ làm việc nhà để mà bù lại những cái gì mà người ta đã bỏ ra cho mình. Em không có ngại gì hết, em giặt đồ, quét nhà, lau nhà các kiểu. Xong rồi em thì từ nhỏ tới lớn là cũng là con cưng ở trong nhà. Mẹ không có dạy nấu ăn, không dạy gì hết. Thì em mới năn nỉ chỉ là dạy cho em nấu ăn đi. Có gì em làm cơm phụ cho, em nấu cơm cho gia đình. Chỉ dạy cho em thì nhờ chỉ em cũng mới biết nấu ăn tới bây giờ. Thì em nấu ăn này kia nọ, em nấu cho gia đình. Xong rồi em đưa rước hai đứa con chỉ đi học. Cái kiểu giống như là mình cảm thấy ngại cho nên bắt buộc mình phải làm cái gì đó để trả lại cho người ta. Tại người ta đã nuôi mình như vậy rồi. Đến mức mà khi mà chỉ giảm xuống tiền nhà còn 500 một tháng, bao ăn ở, điện nước, bao hết tất cả mọi thứ thì em ngại, em không dám ăn cơm ở nhà luôn. Mỗi lần tới giờ cơm là em sẽ kiếm chuyện em đi ra ngoài. Em nói là em qua nhà bạn, em bận cái gì đó hay là làm gì đó thì em đi ra ngoài em mua ổ bánh mì 6.000, 8.000 em ăn, hoặc là em ăn một cái phần, một cái tô hủ tiếu gì đó 10.000 là em ăn xong rồi em đi về. Xong dạ, xong thì cũng trời thương em á, là cho em lúc em học trong trường sân khấu á, thì lúc đó em học tới hết năm nhất rồi. Thì em học trong trường sân khấu thì em không có tốn tiền, ba em chỉ đóng cho em cái học kỳ đầu thôi, còn tất cả các học kỳ sau là em nhận học bổng của trường, xong em đóng ngược lại. Là lúc đó học bổng là 1.000.000 á, thì em đóng ngược lại em còn dư khoảng mấy trăm ngàn để xài. Tới hết năm nhất thì em được về sân khấu Thế Giới Trẻ diễn. Cái đó giống như là một cái ánh sáng mà dẫn lối cho em luôn. Lúc em nhớ là xuất diễn đầu tiên của em là được 150. Em cầm 150 trong tay mà em cảm thấy là nếu như một tuần mình diễn 2 suất là mình được 300.000, mà tuần nào mình cũng diễn hết thì tuần nào mình cũng được 300.000 hết là mình đã có tiền rồi. Trời, lúc đó em vui lắm, rất là vui luôn á. Mặc dù em diễn về quần chúng trên sân khấu thôi nhưng mà em rất là vui, kiểu giống như mình đã có công việc để làm để kiếm được thu nhập rồi. Đồng tiền đầu tiên bước lên sân khấu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Là có vai thoại rồi đó. Dạ. Từ đó các em có những cái vai trong sân khấu nữa, những cái vai ma thôi. Đứng làm cái bóng cho người ta gọi cái đèn cái đung. Xong vậy đó, mà em cảm thấy hạnh diện vô cùng những cái lúc đó. Dạ, lương em cao hơn anh rồi đó. Hồi xưa 200 hoài luôn. Anh diễn sân khấu là cứ 200 ngàn suốt luôn vậy đó. Mà mừng lắm. Mỗi đêm có 200 cái bắt đầu là mình xài được 1 tuần. Dạ. Tức là mình đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, rồi ăn uống này kia nữa. Và cái từ thế đó, cái lương bu ca càng ngày càng lên. Dạ, okay. Nhiều vai diễn hơn nữa, cái bộ sưu tập diễn sân khấu của em chắc là nhiều lắm rồi. Dạ, nhiều lắm, từ vai nhỏ tới vai lớn với vai vừa vừa này kia thì rất là nhiều. Anh muốn bu ca diễn một chút lại cái vai diễn mà đầu tiên, một vài nét nào đó. Cái vai đó là một cái vai bé mồ côi ở trong một cái trại mồ côi. Em cũng phải sẽ diễn vai đứa bé, tại vì vai diễn của em cũng là đứa bé. Anh làm má đi, rồi, anh làm má cho dễ. Anh kêu là trung thu mà tại sao khóc, phải vui lên. Trung thu mà sao khóc, vui lên. Vui lên cho má coi thế nào. Dạ, vui lên. Vui lên. Tết. Hát. Tết trung thu trước đèn. Trước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui xưa với đèn trong tay. Em
mua cả, thì anh chẳng làm. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thôi lau nước mắt đi. Đúng rồi anh. Đấy, chỉ cần một giây thôi thì Buka có thể thay đổi từ trạng thái cảm xúc này qua trạng thái cảm xúc đó. Đó là tài năng đó. Một người nghệ sĩ để có nhiều cảm xúc như thế, họ phải bắt đầu từ bên trong của mình. Bằng những cái tâm trạng mà đẩy lên cao trào về tâm lý, và dòng nước mắt đã chảy ra trong vòng chưa đến 30 giây. Nó đã tôi luyện nên thành một Buka cứng cỏi thế này. Tính ra là cái số em không sướng, cái số em khổ hơn người ta. Thà người ta khổ trước sướng sau, người ta sẽ dễ sống hơn. Là em sướng trước xong em khổ sau. Khổ trước sướng sau thì mới giàu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Thì những cái lúc đó khổ lắm anh. Mỗi lần em đi học về á, em còn nhớ em tấp rất là nhiều công viên để khóc luôn á. Tấp vô công viên á, là em thấy tin nhắn của ba em, thì em mở lên coi thì tin nhắn ba em hay nhắn em là: ba xin lỗi con, ba không lo cho con được đầy đủ, tại vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy, con cố gắng nha. Thì những cái tin nhắn đó nó làm em đau á. Dạ, thì em không chạy xe được nữa, em lại tấp xe vô công viên 23/9. Rồi có lần em tấp vô công viên Tao Đàn, có khi em tấp chỗ gần nhà thờ Đức Bà, em đứng em khóc quá trời khóc, khóc cho đã xong rồi em chạy về nhà. Nhưng mà được cái là ở nhà thì em rất là vui vẻ, em rất là vui với mọi người. Em cũng không có bao giờ kể khổ hay là than khổ gì với ai hết. Mình giấu nước mắt vào trong, giấu nỗi buồn vào trong đó. Dạ. Rồi đùng một cái Buka lại qua diễn hài, rồi tham gia rất nhiều cái chương trình game show. Dạ. Và từ đó tạo ra một tiếng cười rất là đặc biệt trong những chương trình đó. Dạ. Bắt nguồn từ đâu? Nó cũng như là một cái duyên vậy đó. Khi mà em diễn được một hai vai diễn hài trong sân khấu Thế Giới Trẻ thì anh chị em trong nghề đi xem thì họ thấy họ thích. Rồi những khán giả mà hay xem sân khấu kịch đó thì họ cũng thích. Cái bắt đầu người ta đồn thì lúc đó là có một cái chương trình không phải thi về hài mà thi về thử thách người nghệ sĩ á, là mình sẽ không làm cái nghề của mình, mình làm một cái nghề khác. Thì lúc đó bên chương trình mời em thì em nhận lời em tham gia, mặc dù em còn chưa biết em làm cái gì. Em mới tham gia trong cái phần đăng ký á, nó có là ảo thuật nè, múa nè, nhảy nè, hát nè, cải lương nè, rồi xiếc nè. Thì em thấy chỉ có môn xiếc là ấn tượng với em nhất. Và cái môn xiếc là cái môn mà mình có thể làm cho người khác wow, tại sao làm được. Như vậy cho nên là em đăng ký liền môn xiếc, mặc dù em chưa biết em chưa biết gì hết. Dạ, chưa biết em làm gì hết. Trời đất. Cái lúc đó trong đầu em chỉ có một cái suy nghĩ là tôi phải làm được, mọi người phải công nhận tôi có khả năng. Tôi chỉ cần mọi người công nhận tôi có khả năng thôi, làm cái gì cũng được, nhưng mà tôi phải có khả năng với nghệ thuật. Thì cái khoảng thời gian em quay cái chương trình đó thì nó cũng gặp khó khăn với em, là lúc đó may mắn cũng nhờ diễn sân khấu như vậy thì em mới được mời một cái vai khá là lớn ở trong phim Cô Thắm Về Làng, một bộ phim Tết. Lúc đó em nhận liều, em nhận đại luôn, tại vì em cũng thích đi đóng phim. Khoảng thời gian mà vừa tham gia show đó rồi vừa đi đóng phim, một ngày em ngủ được chắc khoảng 1 tiếng 2 tiếng, đến mức mà em có một cái vòng thi đó là em thi chụp ba tin biểu diễn ba tin á anh, là quay kẹp cổ quay cái kiểu á, rất là nguy hiểm. Mà tìm hết ở đất thành phố Hồ Chí Minh này là không có một người nào còn hoạt động cái môn đó hết, trong cái rạp xiếc cũng không còn luôn. Thì mới được một cái anh kia giới thiệu là cái anh đó ngày xưa anh làm mà giải nghệ rồi, bây giờ anh không còn chụp qua tin nữa mà anh về anh quay dịch quay heo quay đổ dưới Long An á. Thì em mới tìm cách liên hệ với ảnh, thì liên hệ với ảnh được và năn nỉ ảnh là bây giờ chú ơi, chú lên chú dạy con để thi cùng con đi, tại vì người ta sẽ cho mình 2 tuần để tập luyện và thi, thì chú chỉ cần tốn với con 2 tuần thôi. Thì năn nỉ chú thì chú ok, là mỗi sáng chú sẽ quay dịch ở dưới, trưa chú chạy lên chú quay em trên này. Còn em á thì sáng em sẽ đi xuống Bình Dương Củ Chi em quay phim, xong chiều em sẽ về em quay với chú. Đến mức mà em đi mỗi buổi sáng em không ngủ đủ á, em rất là buồn ngủ, em chạy từ xe từ đây về xuống tới Bình Dương á là em tấp vô trong lề em ngủ mấy lần. Em gục xuống xe em ngủ 5 phút reng, em bật ngồi dậy em chạy tiếp xong em chịu không nổi em lại tấp vô. Em ngủ mấy lần vậy mới tới Bình Dương. Thì xong rồi cái trưa em lại chạy về. Đến mức em nhớ lúc đó là đoàn phim có mấy em quay phim là khó chịu với em luôn. Giống như con bé này là ai vậy, nó đâu có nổi tiếng đâu, mà tại sao ngày nào cũng phải quay gấp cho nó, bỏ giờ cơm trưa, bị lố giờ cơm trưa của mọi người, tại mọi người đói, mọi người cần phải ăn á. Mà bên đoàn cứ sắp xếp là cứ cho em quay cho xong đi rồi 1 giờ mọi người mới được ăn cơm khi mà em chạy về á. Thì nó nói tại sao mình cứ phải ngày nào cũng gấp hết vậy.
thì lúc đó em rất là ai nái luôn á, em rất là ngại mà cũng không biết giải thích như thế nào hết trơn á, mà mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người cả đoàn. Thì xong cái khoảng đó thì em cảm thấy là những cái gì mà em cố gắng và những cái gì mà em bỏ ra em được đền đáp hết, chỉ cần mình có tâm, mình quyết tâm mình làm. Cái siết đó là sao? Dạ thì cái cuộc thi đó em được áo quân, rồi cái bộ phim Cô Thắm Về Làng đó thì em lúc đó em được giải thưởng Ngôi Sao Xanh là nữ diễn viên truyền hình triển vọng. Cái lúc mà người ta gọi, người ta thông báo em được vô đề cử của Ngôi Sao Xanh về nữ diễn viên á, em không có tin. Em lúc đó người em cứ dạ mà xong rồi cúp máy xong mừng thần luôn anh, là tại sao mình được đề cử diễn viên hả ta. Xong đến cái ngày mà em còn nhớ, cái buổi chiều hôm đó người ta gửi cái giấy về chỗ phòng vé sân khấu Thế Giới Trẻ đó, là buổi chiều hôm đó em chạy lên để em lấy. Em nhớ mưa lất phất, mưa bay lất phất, thì bạn em chở em lên. Xong em cầm tờ giấy, em xé cái bao thư em rút ra, em thấy để kính gửi diễn viên Buka. Em khóc quá trời, dưới cơn mưa phùn mà em khóc. Em ngồi trên xe máy em khóc quá trời, em khóc luôn. Em khóc là cái niềm hạnh phúc của em, tôi đã được công nhận làm diễn viên rồi nè, người ta để kính gửi diễn viên Buka nè, là tôi đó, là tôi được làm diễn viên á. Em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp á. Anh thấy đây là một cô gái rất là bản lĩnh. Dạ, chúc mừng em đã gọi là vượt khó đó. Dạ. Gọi là vượt lên chính mình đó. Bây giờ ta xem thử một đoạn siết của em thế nào nha. Tuyệt vời. Sao lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó là em chỉ biết là mình phải làm được, mình chứng minh được cái khả năng của mình để mọi người công nhận thôi. Em chỉ cần mọi người công nhận em thôi. Có sợ không? Lúc đó sợ không? Dạ, sợ, nhưng mà khi mà lên biểu diễn hay này kia nọ thì em không sợ hết. Em biết là nguy hiểm á, em biết là mất mạng như chơi luôn á. Nhưng mà lúc đó cái nỗi sợ em nó không bằng cái sự quyết tâm của em. Anh thấy đeo những cái quấn những sợi dây lụa đó, đó là mạng sống trong lòng bàn tay mình luôn á. Thầy giải siết em nói là bây giờ mạng sống ở trong tay, bất cứ giá nào cũng không được buông đôi tay này ra, dù cho có như thế nào đi nữa cũng không được buông. Tại vì họ rất là sợ em là nguồn nghiệp dư mà. Cho đến khi mà em vô được chung kết thì em mới nói với gia đình em, thì ba em, mẹ em với cháu em mới đi xe lên đây để mà xem em diễn đêm chung kết. Tham gia xong, thi xong hết rồi thì đêm đó mẹ em khóc rất là nhiều. Ba em thì đàn ông thì không khóc rồi, nhưng mà ba em cũng buồn. Mẹ em mới nói là tại sao mà em lại làm như vậy? Tại sao mà con gan quá vậy? Lỡ như con không suy nghĩ tới cái chuyện lỡ như con có chuyện gì đó xảy ra thì ba mẹ sống như thế nào? Tại sao phải bán mạng mình như vậy? Thì khi mà nghe mẹ em nói câu đó thì lúc đó em mới sực nhớ lại, mới lo cho cái mạng sống của mình, mới lo cho suy nghĩ của ba mẹ mình là những người rất là thương mình, lỡ mình có chuyện gì thì họ sẽ như thế nào? Chứ lúc đó là cái quyết tâm của em với lại cái sự em muốn mọi người công nhận em nó lớn lắm. Em không có nghĩ gì tới cái mạng sống em đâu, em không quan tâm gì luôn á. Đến khi mà mẹ em nói như vậy rồi á thì em mới cảm thấy em chạnh lòng lắm. Nói đúng hơn là Buka phải cảm ơn cuộc đời này. Cuộc đời này đó cũng cho em nhiều cái giọt nước mắt quá, nhiều cái sự biến cố quá. Và đặc biệt cái biến cố lớn nhất trong gia đình đó mà em trở thành mạnh mẽ hơn. Dạ đúng rồi. Chỉ có sự nỗ lực dạ, mà sẽ rồi. Chiến thắng tất cả mọi thứ. Nỗ lực, quyết tâm với đam mê của mình. Và cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn những người bạn của Buka. Dạ. Cảm ơn một người mà nãy giờ anh nghe Buka nhắc rất là nhiều,
đó là chị Ngọc gì dạ. Đúng không? Bao lâu rồi em gặp lại chị Ngọc? Dạ em mới gặp chị Ngọc hồi năm ngoái trước khi mà dịch bùng á. Dạ là em có gặp. Thì chị em vẫn liên lạc với nhau, có cái gì cũng hay nhắn cho nhau. Hoặc là em có một cái thành tựu nào đó thì chị hay nhắn với em là nhìn em chị thấy tự hào quá. Thì những cái tin nhắn nó ngắn như vậy thôi nhưng mà nó làm em cảm thấy xúc động lắm. Em cảm thấy giống như là ba mẹ mình nuôi mình thì mình sẽ báo hiếu, còn giống như chị giúp đỡ mình trong lúc mình khó khăn thì chị cũng không có cần gì đâu, chị không cần mình trả ơn gì đâu, nhưng mà cái sự thành công của mình cũng đáp lại cái tình thương và sự giúp đỡ đó. Chính xác như vậy. Anh nghĩ rằng đó là một cái ân nhân rất lớn trong cuộc đời của em. Nếu không có ân nhân đó, biết đâu em sẽ gặp một biến cố nào đó, một sự cố nào nữa mà cũng không thành một bu ca bản lĩnh như ngày hôm nay. Dạ. Em cũng hay nói chị Ngọc, chị giống như là người mẹ thứ hai của em vậy. Bây giờ em nói gì với chị Ngọc đi, xem như chị đang xem chương trình. Em nói gì với chị đi. Dạ, sợ. Em thử xem. Em thì em thương chị Ngọc như thế nào, em quý chị Ngọc và em biết ơn chị Ngọc như thế nào thì chị Ngọc cũng đã biết hết tất cả những điều đó rồi. Và em chỉ muốn nói một điều thôi là chị giống như là một người mẹ thứ hai của em. Chị nuôi em, cưu mang em. Trong cái lúc mà em cảm thấy là rơi vào bước đường cùng trong cuộc sống này, và chị đã dạy em rất là nhiều thứ. Cũng nhờ chị mà em trở thành một người phụ nữ đảm đang. Kể cả con của chị là bé An, bé Khang cũng cho em một giống như cảm giác giống như là một gia đình. Và đó là những đứa em của em. Bây giờ dù cho có chuyện gì xảy ra, khi mà em chỉ cần nhờ đến chị hoặc là nhắn tin hỏi chị một cái thôi là chị sẵn sàng giúp đỡ. Chị sẵn sàng là em cần cái gì, em muốn cái gì là chị đều sẵn sàng để đến với em và giúp đỡ em. Mặc dù có nhiều khi công việc của em rất là bận rộn và em đôi khi chị nhắn tin cho em là tới khoảng mấy tiếng sau hoặc một ngày sau em mới trả lời chị, nhưng mà chưa bao giờ chị giận em bất cứ điều gì hết. Và chị luôn mở lòng và sẵn sàng với em, cho nên là em cảm thấy là chị giống như là một thần tiên tỷ tỷ rất tuyệt vời trong cuộc đời này của em. Giá như bây giờ anh đếm 1, 2, 3, nhắm mắt lại có chị Ngọc ngồi đây. Thôi, tuyệt vời biết mấy hả? Làm gì có. Em thử nhắm mắt lại thử xem. Có biết đâu, biết có thì sao? Thử thiệt không? Lại. Nhắm mắt lại thử xem. Cứ đếm tới 10 đi. Dạ. Không có thì bất đền anh đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm tôi da mũi quá trời luôn á. Gì mà nhắc dữ vậy? Ủa sao chương trình mời được chị Ngọc nhớ? Thế mới hay chứ. Thật ra chương trình muốn bí mật tất cả mọi thứ để đem đến những cảm xúc cho hai chị em. Luca nói nhiều đến chị Ngọc lắm. Thật ra là chị là một con người đáng trân quý làm sao đó. Không chỉ có Luca mà có nhiều người nữa thì cô mang như thế. Đúng ra thì lúc đó cũng không có nghĩ đó là cái chuyện mà cô mang để sau này mình được cái gì. Đúng rồi. Thật sự thì lúc đó Luca rất là phải là khổ, và nhà mình cũng khổ. Cho nên có nhớ mấy bậy báo trước á, Luca cũng có nói nhưng mà nhắc một cái chị đó thôi chứ không nói tên là chị Ngọc. Vì có lẽ là Luca tế nhị là dữ rồi. Chị thấy sau này Luca mà thành đạt được chút xíu á thì chị có nói gì, trồng cây không có cần hưởng quả, hưởng bóng mát là được rồi. Ngày xưa làm gì chị có thể tin Luca trở thành một nghệ sĩ có tên tuổi ngày hôm nay. Không biết luôn. Làm sao có thể nghĩ rằng mình nuôi Luca, mình giúp đỡ Luca, Luca sẽ trở thành người nghệ sĩ mà sau này có thể trả ơn chị đâu. Tại vì cái lúc mà Luca đến nhà chị ở thì Luca nói có lúc là em muốn bỏ cuộc chị Ngọc. Tại vì gia đình em như vậy em muốn bỏ. Thì có lúc Luca phải sụp đổ, khóc vật vã, là khóc vật vã. Nhờ tiếng la của chị, Luca mới tỉnh ngủ.
và đến cái cuộc thi đó. À, được không? Sáng thì... lại đi thi. Uống nước đi chị Ngọc. Dạ. Tại sao chị đem đến em xin... tráng trộn nha em á. Hôm nay chị đem đến món tráng trộn này đây. À, cái món này để nhắc lại là cái lúc hàng vi. Có lần chị chạy ở Bến Thành, không biết chị chạy công việc gì đó. Ở nhà điện thoại. Chị Ngọc ơi chị Ngọc, chị mua em bịch bánh tráng nha. Ờ, không biết gì tắt máy sao không suy nghĩ sao đó. Thì biết là đây chị Ngọc cũng không có tiền nhiều. Suy nghĩ thì sao á. Nhớ nhàng nói câu này nhớ. Chị Ngọc ơi chị Ngọc, mua cho em cái trứng gà nữa, mai mốt em giàu em nuôi chị. Không, mày nữa tao cũng giàu nữa. Hay chị lấy trứng gà đúng không? Cái trứng gà thôi, một cái thôi chị Ngọc. Từ chừng nữa em giàu á, em nuôi lại chị. Không, chừng nữa tao cũng giàu nữa. Vợ giờ chị Ngọc giàu cũng giàu luôn. Tuyệt vời ha. Dạ. Là hai chị em cùng giàu hết rồi. Giờ chị Ngọc đầy đủ sung túc quá trời rồi. Cái này là gì để Uka xem coi. Cái này là trời. Ủa? Bất ngờ của Uka. Là đâu có biết đâu, cất giấu cái lúc mà chị vào. Ủa, nhà giữ luôn hả? Hình của em à. Lúc mà mới lúc ở nhà chị Ngọc á anh. Cái này trời đất ơi, hình này khác xa luôn á. Dạ, hồi xưa em mập tròn do à. Hồi xưa nó dễ thương. Trời, ai nghĩ đi Uka. Ôi, cái này là lớp lifestyle, lớp hơn chứ chị tính ơi. Đi bọc nhựa lại mà chưa có thời gian. Tới giờ mà chị còn giữ luôn, em không biết thất lạc. Cái lúc đâu. Mà Linh biết không, cái lúc mà thiếu mà 5 tháng mà 400 ngàn là 2 triệu á. Giờ em không có tiền trả. Nói thôi bây giờ chị cho em. Nói không, lòng tự trọng dễ ghê lắm. Nghèo mà tự trọng ghê nghèo lắm. Mà tự trọng lắm. Không, chừng nào em có em trả. Nói thôi vậy hả, nếu không có em đưa lần cho bé ăn ăn bánh. Là con gái chị đang đi học. À đó. Dạ. À. Thì rồi trả lần hết chứ không xin. Rồi bây giờ thì mình có thể ăn món bánh tráng trộn này để nhớ về những ngày xưa, để xem cái vị đó. Cái trứng đó, mua cho dạ. Cái trứng có đắng cay, có ngọt bùi thế nào không ha. Dạ. Cuộc đời anh đã cũng vượt qua quá nhiều cái gian khổ rồi. Anh dạ. Đồng cảm với những cái gian khổ đó lắm. Dạ. Những cái lúc mà thực ra có những lúc mà không có bánh tráng trộn để ăn luôn đó em, mà được bánh tráng trộn nó giống như là ăn nhà hàng năm sau vậy đó. Thèm mà không có tiền để mua ăn. Đây là cái trứng đó, là để dành giàu đó. Bây giờ giàu là dạ ăn rồi. Cái trứng này. Thật ra bây giờ chúng ta đến với nhau bằng tình bằng nghĩa. Dạ. À, tiền nhiều để làm gì, tình nghĩa giàu mới quan trọng. Dạ. Đúng không? Với chị Ngọc thì quá giàu cái tình nghĩa rồi, không thể nào có thể tiền nào có thể bù đắp được những điều đó cả. À, mong rằng tình nghĩa chị em hãy lan tỏa nhiều hơn nữa, để có những cái câu chuyện hay như thế này, có những sự hỗ trợ đúng lúc như thế này, có những con người bản lĩnh như Uka thế này. Cảm ơn câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều. Thật sự thì cảm ơn Nguyễn Linh và cảm ơn chương trình đã cho một cái cuộc hội ngộ rất là xúc động. Cảm ơn. Chị cũng không ngờ luôn. Thật sự là chị cũng không ngờ là có một cái chương trình như vậy. Chị cũng không nghĩ tới là cái chuyện mà chị làm, chị giúp người này giúp người kia để chị được như ngày hôm nay. Thật sự thì chị cũng nghĩ là đâu cũng là nhân quả, gieo thì gặt, mà chị gieo toàn là trái ngọt không, cho nên là chị gặt toàn là trái ngọt không. Và Linh nghĩ rằng đâu đây trong cuộc sống có hàng vạn cái giá trị nhân văn đó. Chị thấy nhiều. Họ luôn luôn lan tỏa những cái năng lượng tích cực cho mọi người, giúp đỡ mọi người, để mọi người có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp. Và cuối cùng cái trái ngọt, đã thì thành hiện thực. Chúc mừng Việt Uka nha. Chúc mừng Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Cảm ơn anh. Những dự định sắp tới thì em sẽ làm gì? Dạ, sắp tới thì em sẽ cố gắng để làm một sản phẩm mang đến khán giả. Và em vẫn đi quay phim, quay show. Dạ, hy vọng là khán giả cũng sẽ đón nhận em qua những vai diễn cũng như là những game show em tham gia. Dạ, em bây giờ thì cuộc sống của em giống như là em đã trải qua được một cái khó khăn như vậy rồi, thì em cũng như anh Linh nói là em rất là biết ơn khi mà mỗi lần cuộc sống của mình vấp phải một cái điều gì đó thì mình luôn cảm ơn là những cái khó khăn của mình đã đi qua, nó dạy cho mình rất nhiều bài học. Và bây giờ thì không có, em thấy không có chuyện gì làm cho em mà cảm thấy gục ngã hết, chỉ trừ khi là những cái mối gọi là liên quan đến gia đình người thân thôi. Chứ với em mọi người hay nói là tình yêu thế này thế kia, nhưng mà không, với em
em không có đau khổ về tình yêu. Em cảm thấy là những cái chuyện đó nó không có là một cái gốc gì đối với cái những cái gì em đã trải qua hết. Cho nên là em bây giờ em chỉ mong là tất cả mọi người xung quanh em, những người thân em, gia đình em, mọi người được bình an, được khỏe mạnh. Cái đó là niềm vui lớn nhất của em rồi. Em rất là mong khán giả cũng sẽ yêu thương em hoài. Và em cũng sẽ cố gắng rất là nhiều, cố gắng hết sức mình để đem đến những chương trình cũng như là những vai diễn hay đến khán giả. Cảm ơn rất nhiều điều đó. Cảm ơn đời sớm mai thức dậy. Chúng ta còn một ngày nữa để yêu thương. Dạ. Phải yêu thương nhau khi còn có thể. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn đời, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên những cái tình yêu thương đó. Chúc tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc, bình an nhé.